Cụ thể, theo Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải, hiện nay vận tải đường bộ trên toàn quốc đang chiếm ưu thế lớn với tỷ lệ đảm nhận chiếm trên 92,09% đối với vận tải hành khách và trên 78,09% với vận tải hàng hóa. Riêng trục Bắc Nam, tỷ lệ đảm nhận vận tải đường bộ là 85,99% với vận tải khách và 84,7% với vận tải hàng hóa. Vì vậy, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải đưa ra đầu tư khai thác vận tải cũng như tái cơ cấu thị trường và kết nối các phương thức vận tải trên các hành lang vận tải nhằm hợp lý các phương thức vận tải. Mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2013-2016 được đưa ra trong đề án là trên hành lang Bắc Nam sẽ giảm tỷ lệ vận tải hàng hóa đường bộ xuống còn 76-79%, tỷ lệ vận tải hành khách còn từ 83-85% và tăng dần tỷ lệ vận tải hành khách hàng hóa trên các loại hình vận tải đường sắt, hàng không, đường biển.